Thưa cộng đoàn, hôm nay đến tuần chầu của giáo xứ Đông Phú, tôi mang rất là nhiều phong bì và ở trong đó giá trị rất là lớn. Tôi biết rằng là đứng ra ngoài tòa giảng phục vụ thì không đúng đâu, nhưng mà để hỏi thì phải đứng đây. Có cái bì cô tay cho tôi mượn cái nào không? Tôi mang rất là nhiều phong bì và quà, nhưng mà nếu hỏi hết á, thì cái bài giảng của tôi phải kéo dài đến một tiếng đồng hồ. Và chính vì vậy mà các cha làm lễ tối nay thì sẽ rất là nguy hiểm vì trễ giờ. Cho nên tôi chỉ hỏi hai câu thôi. Ai mà trả lời được hai câu hỏi đó, hai câu hỏi đó xoay quanh hai thánh tử đạo của giáo xứ Đông Phú thôi, ai mà trả lời đúng thì sẽ được một phần thưởng. Đó là một cái phong bì, và trị giá của cái phong bì này lên tới hàng ngàn VND. Rồi nhớ nhé, chúng ta nhớ phần thưởng rất là lớn đó. Rồi chúng ta phải nghe rõ câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất: hai thánh tôi gọi tắt Phêrô Thuần và Phêrô Dũng có quan hệ họ hàng làm sao? A. Hai ông là anh em ruột thịt. B. Hai ông là thông gia với nhau. C. Hai ông là anh em con chú bác. Rồi nhanh lên ra đây. Vậy nhanh không mất giờ của các cha. Đấy, A, B, C, D. A là hai ông là anh em ruột thịt. Đấy, B là hai ông là thông gia với nhau. C là hai ông là anh em con chú con bác. Con thưa cha là C ạ. Trời ơi, C. Để yên thì được một cái đồng này. Bây giờ trả lời C thì có nghĩa là thôi thua một cái luôn, vỗ tay. Rồi câu thứ hai cũng rất dễ. Câu thứ hai nghe tinh vào. Hai ông Phêrô Thuần và Phêrô Dũng bị tử đạo bằng cách nào? A là hai ông bị đưa lên máy chém đầu bụp một phát. B là hai ông bị buộc đá vào cổ và quăng xuống sông Hồng. C là hai ông bị nhốt vào trong một cái lồng bằng tre, chất củi vào đốt phù vùng cháy đen. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi con, đây. Rồi con nghe rõ câu hỏi chưa? Hai ông bị chết làm sao? A là hai ông bị đưa lên máy chém đầu bụp một phát. B là hai ông bị buộc đá khối đá kia xong là ném xuống sông Hồng. C là hai ông bị nhốt vào trong một cái lồng tre xong bắt đầu bị chất củi vào đốt cháy bùm bùm. C ạ. C. Sao lại cứ C thế nhỉ? A, B hay C? Đúng là D đấy. Và câu trả lời chính xác là gì? Con có tích tiền không? Có. Vâng, chúc con. Cảm ơn con. Con một tràng vỗ tay cho hai em đi. Tôi tuy nhiên là câu hỏi, tôi muốn chọn hai câu hỏi đó từ làm cái chủ đề để chia sẻ lời Chúa hôm nay. Và chúng ta thường thì chúng ta hình dung đó hình ảnh hai ông Thánh Thuần và Thánh Dũng là anh em với nhau, rồi cùng trong một họ đạo với nhau, cùng sống đức tin với nhau, và bây giờ cùng bị nhốt vào ở một lồng tre, xung quanh thì toàn quân lính nó hùm hụp, vua chúa thì nó tức tối mắt, thì nó lóng sòng sọc lên, nó chỉ muốn ăn sống đốt tươi các ông, mà hai ông ấy bị nhốt vào lồng tre, chân xiềng xích rồi tất cả mọi cái, bây giờ ngồi ở trong lồng tre, sau đó người ta cho củi vào, người ta châm lửa, người ta làm sao? Người ta đốt lên. Ở đây ai cứ ngồi yên được, nếu mà làm như thế ai cứ ngồi yên được giơ tay tôi. Còn lâu. Các cụ ở chúng ta ở đây mà những ông nào mà bị nhốt như vậy và bị chuẩn bị đốt như vậy, có lẽ là các bố dùng kế 36, tức là gì? Kế thứ 36 là gì? Chuồn. Chuồn thôi. Nhưng mà chúng ta thấy hai ông giữa một cái lửa nó cháy hừng hực như thế,
mà hai ông vẫn cứ bình yên, bình thản, nét mặt tươi vui, không thù oán, không giận hờn. Hai ông còn chắp tay cầu nguyện, mặc dù lửa đốt như thế. Chúng ta thử hình dung như vậy. Và chính cái hình ảnh của hai ông đó như là một bài giáo lý sống động, như là một câu trả lời cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay kỷ niệm ngày lễ của các ngài. Câu hỏi đó, tử đạo là gì? Và ngày hôm nay chúng ta có phải sống tử đạo hay không? Trả lời câu hỏi như vậy. Đấy cái hình ảnh của hai ông giúp cho chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh của hai ông muốn nói cái gì? Nói đến cái tinh thần tử đạo. Tinh thần tử đạo là gì? Khi nghĩ đến tử đạo thì chúng ta cứ nghĩ đến đánh đập rồi chết đập máu me đây kia. Nhưng mà cái cốt lõi của tử đạo nó nằm ở cái chỗ nào? Thứ nó nằm ở cái chỗ mà hai ông đã trả lời cho chúng ta biết đấy. Tinh thần tử đạo là tinh thần chứ gì? Thưa đó là cái tinh thần mà cái ngọn lửa tức giận, thù hằn nó không thể chiến thắng được một cái ngọn lửa yêu thương ở trong lòng mà người. Tinh thần tử đạo là gì? Thứ là ở đó một người ta đưa ra một cái lựa chọn giữa giá trị về đời sau nó quan trọng và nó vượt thắng lên tất cả những giá trị ở đời này. Thì đó chính là tinh thần tử đạo. Tinh thần tử đạo là gì? Thứ là cái tinh thần mà giữa sóng gió bập bùng rồi tất cả mọi cái mà tâm hồn vẫn giữ được bình an. Thì đó chính là tinh thần tử đạo. Và cái hình ảnh mà hai thánh diễn tả cho chúng ta biết là biết chúng ta biết thừa là các ngài lấy từ đâu? Thưa các ngài lấy từ Đức Giêsu là mà các ngài tin nhận là Chúa và là đấng cứu thế của các ngài. Chúng ta cứ thử hình dung hình ảnh Chúa Giêsu xem. Chúng ta đặt một câu hỏi rằng là trong cuộc đời của Chúa Giêsu đâu là cái giây phút mà Chúa Giêsu bảo con người được tôn vinh? Đâu? Cái giây phút mà Chúa Giêsu bảo giờ con người được tôn vinh có phải là cái giây phút mà Chúa Giêsu được Đức Maria bồng ấm, được nâng niu, được mọi người quý mến hay không? Thưa không phải. Cái giây phút mà Chúa Giêsu bảo rằng là giờ con người được tôn vinh có phải là cái giây phút mà Chúa Giêsu làm được nhiều phép lạ, làm được nhiều điều mà người ta tung hô? Thưa không phải. Mà cái giây phút Chúa Giêsu đưa ra một cái nói đã đến giờ con người được tôn vinh hoặc là mọi sự đã hoàn tất, đó là giờ nào? Giờ đâu? Giờ ở đâu? Thưa giờ Chúa Giêsu ở trên thập giá, nhìn xuống dưới toàn ta gọi là quân dữ, ta gọi là quân dữ đấy, mắt thì nó long ròng sọc, gươm đao thì nó có cầm, nó làm sao rụt lên rụt xuống cái này. Thế còn mấy cái bà trước kia theo Chúa là khen Chúa thế nào đây kia, bây giờ thì làm sao, hô làm sao? Đóng đanh nó đi, đóng đanh nó đi. Và chính cái giờ đó chúng ta rất dễ bị ức chế. Cái giờ đó chúng ta rất dễ bị làm sao? Đi vào trong cái thù hằn. Nhưng Chúa Giêsu thì không. Ngài lấy hết sức, lấy đến cái hơi thở cuối cùng để nói những câu cuối cùng. Và cái câu cuối cùng Chúa Giêsu cũng không chửi, không mắng. Chúa Giêsu nhìn chúng không bảo đồ bất dạy, đồ điên, không phải là đồ gì, đồ gian ác. Mà cái câu mà Chúa Giêsu dùng hết tất cả sức lực còn có thể nói được, đó là câu gì? Câu gì? Lạy cha, xin tha. Chúng ta thấy không? Ở đây có khó lắm. Đấy, chúng ta thấy. Và chính hai thánh. Thế thì hai thánh đã theo Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta, cách riêng là giáo xứ Đông Phú, tôi dám chắc, tôi cứ hỏi, ai là người giáo xứ Đông Phú mà không vinh dự và tự hào vì ở trong giáo xứ mình có hai thánh tử đạo? Ai mà không vinh dự tự hào thì tốt nhất làm sao? Làm sao? Ra khỏi giáo xứ cho nó xong. Ở đây có ai không vinh dự tự hào không? Ai không, ai mà thuộc Đông Phú mà không vinh dự tự hào thì làm sao? Xin ra đi. Đấy. Xin vào giáo xứ Cồn Vành. Giáo xứ
Chúng ta phải vinh dự và tự hào. Và chính vinh dự và tự hào, chúng ta lại thấy các ngài là tấm gương, và chúng ta sống từ đạo như các ngài. Bây giờ hỏi, bây giờ các ngài can đảm như thế, các ngài từ đạo như thế, chúng ta sống làm sao? Thưa, nếu chúng ta hiểu tinh thần từ đạo là gì? Thưa, là lấy lửa yêu thương để thắng lửa hận thù, lấy những giá trị vĩnh cửu để mà vượt qua những giá trị tạm bợ, lấy cái sự bình an của con cái Thiên Chúa, cái tự do của con cái Thiên Chúa mà thắng lên cái gông cùm thân xác mà vua chúa quan quyền đưa ra, thì chính chúng ta cũng đang sống từ đạo. Ngày hôm nay, nếu như mỗi một gia đình, mỗi một người ngồi đây, những ai đang gặp trong cái cảnh trời ơi, nhà mình đã 7 đứa con rồi mà bây giờ lại nhỡ đứa thứ là mấy, thứ 8, mà bây giờ đẻ thì ngày xưa thì người ta bảo rằng là đa tử đa tôn đa phú quý, ngày nay đa tử đa tôn đa khốn, khốn khó. Bây giờ mà mình tầm tuổi đã tới vậy rồi, kinh tế thì không có, mà bây giờ đông con rồi, mà bây giờ lại nhỡ lại đẻ ra. Một cái cuộc đấu tranh đã xảy ra, phá hay là gì? Là để, phá thai hay là để? Rất nhiều người đã trong cái tình huống đó, còn lý do khác nữa. Và chính lúc đó chúng ta đang chiến đấu vì tinh thần tử đạo. Ai mà theo Thánh Dũng và Thánh Thuần nói rằng những giá trị đời sau mới là vĩnh cửu, và những giá trị mà dù ở đời này dù có thế nào đấy chăng nữa chỉ là tạm bợ, bây giờ chấp nhận để cái thai đó lại, mặc dù bị mọi người khinh rể rồi bị thế nọ thế kia, nhưng chấp nhận, thì đó chính là những người đang sống tinh thần tử đạo. Đó, chúng ta thử vào xem. Rồi các gia đình của chúng ta, các đôi bạn trẻ này, chúng ta sống từ đạo làm sao? Thưa, sống từ tinh thần từ đạo là, thưa, tất cả trong cuộc sống nó có nhiều loại lửa lắm. Su black mà ngọn lửa nhiều lắm. Lửa giận hờn, lửa đủ mọi, lửa ghen ghét, lửa đố kỵ, lửa đố hận thù. Nhưng mà nếu ở một chỗ nào hay là một khu nào đó mà lửa yêu thương, lửa bác ái, lửa tình thương nó thắng các cái lửa đó, thì chính trong lúc đó tinh thần tử đạo đang diễn ra. Ngay trong các gia đình cũng vậy thôi, vợ chồng với nhau nhiều khi khó lắm. Ở trên mạng tôi xem một cái video clip, có một đôi còn trẻ lắm, anh ấy dẫn chị vào trong quán. Bước đầu quý giời anh ấy nâng, quý giời kéo ghế cho chị ngồi. Thế xong chị ngồi, chị đưa điện thoại ra, chị chảnh. Đấy. Thế xong là anh ấy lấy khăn nước đưa ra. Anh ấy nói rất yêu thương. Em ăn gì để anh gọi? Em ăn gì cũng được. Anh gọi cơm rang dưa bò Nam Định nhá. Khô thế ai ăn được. Thế thì em ăn gì để anh gọi? Em ăn gì cũng được. Anh gọi ngô chiên nhé. Đưa vợ đi mà ăn ngô chiên nữa. Thế thì em ăn gì để anh gọi? Em ăn gì cũng được. Ông thấy mắt lòng sọc sọc kia rồi. Em ăn gì cũng được à? Quay ra nghe tiếng bốp của phát. Ông có cho ăn gì? Ông cho ăn vả. Ông cho ăn vả luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, lúc đầu thì có vẻ những cái lửa yêu thương nó rất là dịu dàng như thế, mà chỉ qua một chút thôi, cái lửa hận thù lý do không đâu ở đâu mà nó thắng thế cái lửa yêu thương. Mà nếu như chúng ta duy trì được cái lửa yêu thương thì đó chính là tinh thần tử đạo. Trong các gia đình chúng ta cũng vậy thôi, đời hai vợ chồng, đời sống vợ chồng nhiều khi nó xảy ra những cái rất là đơn giản, giận hờn, nhiều đôi bỏ nhau vì những lý do chả đâu có đâu. Nhiều cái đôi bạn trẻ không thấm được cái tinh thần tử đạo cho nên rất dễ đó. Hoặc là nhiều gia đình căng với nhau, ai mà chả có những phút đỏ phút kia. Nhưng mà cái quan trọng nhất mình sống tinh thần tử đạo là mình gì, mình lấy cái lửa yêu thương nó thắng lấy cái lửa hận thù đấy, giận. Nó có một cái bài bài hát rất là hay, nhất là các đôi vợ chồng á,
Hôm nay chúng ta về chúng ta sống tinh thần từ đạo. Nếu có giận hờn, nếu có đố bực bội thì chúng ta hát cái bài đấy. Đó là bắt giận mà thương. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi. Anh yêu ơi xin đừng có giận vội. Mà trước yên anh làm sao? Phải thế mà không hay, thế mà không hát. Phải tự trách gì? Trách mình đã. Đấy, chúng ta thấy rằng trong tất cả những cái bối cảnh đấy, rất là nhiều gia đình chúng ta đang gặp, nhiều khi người vợ, người chồng căng với nhau tí, nó mất đi cái hỏa khí yêu thương và lửa giận hờn nó lại bùng lên. Rất là nhiều bà cố chấp quá. Đấy, ông chồng đi uống rượu bạn bè và uống rượu thì nó say rồi. Bắt đầu bây giờ về nhà, về đến cổng, khổ mấy ông say thì có nhớ cái gì đâu. Về đến nhà không nhớ nổi tên vợ nữa, cứ đập cửa, ấy ơi, ấy ơi, ấy ơi. Mà bà vợ ở trong nhà thì bảo không gọi tên thì không gì, không mở cửa. Thế ông chồng là may, cũng may là còn vượt cái điện thoại mở ra cái gọi điện cho bố vợ. Gọi bố ơi, vợ con nó tên là gì nhỉ? Ông bố kia, mày đi đâu mà mày gọi trời mới gọi vợ. Mày rách việc. Thế vợ con nó tên là gì? Mày giờ hơi giờ ngày mẹ nó ta còn chả nhớ gì. Tên mẹ nó ta còn chả nhớ gì. Tên gì? Tên nó. Và ông bảo ơi, đi nhậu tiếp rồi đi tăng hai. Chỉ có như thế mà nó đành giận hờn. Trên mạng người ta đã bảo rồi, đừng cãi lý với thằng say, đừng ra tay với thằng gì, thằng liều, đừng nói nhiều với thằng ngu, đúng rồi, đừng giao du với thằng nghiện, đừng lương thiện với thằng. Trời ơi, tít. Đấy, chúng ta thấy không? Có những cái rất đơn giản mà chúng ta cái lửa hận thù, lửa yêu thương. Nhưng mà nếu trong các gia đình mà chúng ta duy trì được cái lửa, giống như hai ông Thánh đó, giữa một cái lửa giận hờn, giữa một cái lửa tức tối như thế, nhưng mà hai ông vẫn cứ đấy, thì đó chính là cái tinh thần từ đạo mà chúng ta phải học ở nơi các ngài, đặc biệt là những người con Đông Phú. Tôi vẫn nhắc lại, ai là những người con Đông Phú nếu không hãnh diện và tự hào vì hai thánh tử đạo các ngài sống thì tốt nhất làm sao? Tôi nói vậy thôi, nhưng mà không có đến nỗi như vậy. Nhưng mà đấy, thì đó là cái bài học. Bởi vì chúng ta sống được cái tinh thần Chúa Kitô thông qua tấm gương của hai thánh tử đạo. Và đó cũng chính là cái tâm tình mà chúng ta ngày chầu hôm nay chúng ta hướng về hai thánh tử đạo, để chúng ta như là một tấm gương sống đức tin cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin.